rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, hello everybody, welcome to Hell VKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Thì cũng một thời gian rồi Hell không có up con này ha. Một con H5. Đó, đây H5 này, đang chọn cái nào ta? Đạo sĩ, pháp sư, để pháp sư đi. Vẫn thích chọn nhân vật nữ trong cái game này. Đây là con kiếm ma h5vn.com ha. Thì ngày 6, đâu rồi để coi kiếm mà chờ heo tí nha. Đây ngày 11 giờ thứ bảy ngày 6 tháng 6 năm 2020 ha, thì sẽ mở server thứ ba. Đó, đây nè, sắp mở server thứ ba ngày 6 tháng 6 nè. Đó, thì sẽ mở cái thêm cái server nữa ha. Thì vẫn free cho chúng ta. Đây nè, mở, khai mở server S3. Đây, God. Và vẫn free cho chúng ta ha, là 150 triệu kim nguyên bảo. Và rất nhiều mã code ngày này kia nọ, rất là nhiều nha các bạn. Đây, đánh boss, gen boss, gớt kim nguyên bảo, đồ VIP nè, thời trang đa dạng, thoải mái, phối đồ nè, kiếm ma H5 nè, đó. Rất là nhiều ha. Thì lâu rồi Heo không up con này ha, nay up lại cho các bạn ha. Rồi, đánh boss, một con boss thì chúng ta sẽ được là 10.000 kim nguyên bảo nha các bạn. Rất là nhiều ha, đối với những con game trên thị trường bây giờ là con này là ra là đánh boss là tương đối là ra kim nguyên bảo cũng khá nhiều nha các bạn. Những con trên thị trường bây giờ thì nó ra rất là ít ha. Đây, nhận quà luôn, nhận hết luôn. Nhận hết chưa? Sao nhanh vậy? Mới đó mà hết rồi. Hỏi mấy con này cái. Con nữ đi chứ. Nữ. Binh đoàn nữ luôn. Nữ luôn, đó, binh đoàn nữ luôn. Binh đoàn nữ luôn, mở luôn. Rồi đó, đẹp luôn. Quang ấn luôn. Kiếm cho mấy em một cây kiếm đó. Bỏ một cây kiếm vào cho mấy em. Đó, một cây đao luôn. Cầm đao, cầm kiếm lên cho đẹp mặt đồ vô nè. Để mà hở hớ hên thì ghê quá. Mặc vô luôn đi em. Đó, vậy phải đẹp hơn không? Rồi, đó, mặc vô luôn, mặc cái quần vô nè, đó. Quá đẹp, có thời trang luôn hả? Đâu rồi, thời trang. À, cấp 10 mới mở thời trang hả? Mới cấp 9 nè. Rồi, mở được thời trang, chưa mở luôn hả? Có lâu vậy? Mở có thời trang không mà nó lâu dữ vậy ta. Ok, lên cấp 10 rồi kìa. Chủ yếu là vô coi thời trang cái nào. À, ủa cái này đâu phải đâu. Thần trang vãi. Chết tụi. Ok, bây giờ Heo đi nhập mã code ha. Thôi để Heo chạy lên level cho cao cao rồi chúng ta nhập mã code nè nọ ha.
À mà thôi, đi nhập mã code cho các bạn xem hết luôn rồi heo chạy lên level cao cao luôn cái. Rồi bây giờ ở đây là chúng ta có fix code nè. Nhưng mà đầu tiên là phải nói tới là đâu rồi, cửa hàng su, cửa hàng fix code, tích lũy nạp đây. Đây trong phần tích lũy nạp thì chúng ta cũng được là khoảng 10 triệu kim nguyên bảo nha các bạn, 10 triệu nha. Nhắc lại là 10 triệu kim nguyên bảo nha, và rất là nhiều đồ đây nữa nè. Nhiệt huyết mảnh vỡ nè. Đó. Nhận đang ở server 2. Thì server 3 chưa mở ha, nên là hiện tại là đang nằm ở server 2. Nhận đắp gói. Đó, nhiệt huyết mảnh vỡ nè. Rồi siêu cấp chuyển sinh nè. Rồi hoạt động tâm bảo nè. Và 10 triệu kim nguyên bảo này nha. Đó, 10 triệu. Rất là nhiều rồi. 10 triệu xong rồi. Ta đi ra fit code. Cái này có vòng quay không ta? Rồi, đi nhập fit code. Fit code thì ở đây thì đâu rồi? Heo đang chơi ở cái server 2 ha, tại vì hôm nay là mới ngày 5 mà. Gì? Qua tích lũy nạp ha. À ok, nhập rồi. Nay mới ngày 5 mà ha, nên làm chơi server 5 thôi. Lòng server 2 thôi. Đó, nhận feed code. Nhiều quá. Đang ở trong bot. Rồi ok. Uy vọng lệnh bài một cái. Đây, 150 triệu kim nguyên bảo đó. Mỹ nữ giám. Đây thêm nữa hả? Cái này là được em vô coi. 10 triệu kim nguyên bảo nữa các bạn. Đù. Khá là ngon ha. Tổng cộng là hồi nãy giờ là chúng ta đã ăn được là 170 triệu kim nguyên bảo rồi ha. Tiếp tục nè, còn rất là nhiều mã code nha. Đây các bạn bấm vào cái phần fanpage của game ha. Đây fanpage của game. Đây fanpage ngày hương ngày 04 nè. Đâu rồi. Đó, fit code nữa. Đây là 20 triệu kim nguyên bảo nè. Rồi, đây có ngày 05 không ta? À, ngày 05 chưa ra, ngày 03. Đó, có ngày 03, rất là nhiều mã code nha. Mã code ngày các bạn có thể lên fanpage các bạn lấy nha. Đây 20 triệu kim nguyên bảo nữa. Ngày 02 nhận tiếp 20 triệu. Trời ơi, đây heo sẽ nhập hết một lượt ha. Ngày 01, ngày 31, ngày 30, ngày 29. À, 29 không có. 28 có. 27 có. 26 có. 26 không có. 25, 24 không có luôn. 23 không có luôn. 22 không có luôn. 21 không có luôn. 20 không có luôn. Vậy là mấy cái mã code này là cái server mới là nó ăn chỉ được có một số mã code thôi nha các bạn. Mà một số mã code của ngày 01, 02 nè. Đó, mã code. Đây, mã code ngày 31, 30, 28, 27. Hai mươi bảy nè, 26, 25, 24.
Chỉ là tới ngày 24 thôi, có ngày 22 nè. Đâu rồi, ngày 22. F5 lại xem. Vâng, vậy là cái server này không nhận được mấy cái code dữ này nữa ha. Hơi buồn. Mấy cái code này anh em có thể nhập trong cái server 1 cũng được ha. Rất là nhiều cái mã code nha các bạn. Đó, đó. Đây là có thông báo các bạn lên coi. Xem cái thông báo nè, có mã code mỗi ngày nè. Đó. Các bạn đừng có bỏ lỡ mấy cái mã code này nha, vì nó có rất là nhiều cái mã code trên này luôn. Lâu lâu nó có những cái mã code đền bù này kia kia nọ nữa, nên các bạn đừng có bỏ qua ha. Đây, bây giờ chúng ta vào, chúng ta nhặt hết mấy cái mã code nào. Có thời trang nữa nè. Có kim nguyên bảo. Kim nguyên bảo. Cao cấp chuyển sinh đan nữa nè. Rương thời trang nữa nè. Kim nguyên bảo. Kim nguyên bảo. Thời trang. Chuyển sinh đan. Rồi đó, tổng cộng là chúng ta được 333 triệu luôn nha. Rất là nhiều nha các bạn. Full code ăn. Full code nè, heo đã ăn tất cả mã code luôn. Ở đây là nãy giờ không biết là ăn bao nhiêu cái mã code đó, mà chúng ta được là mấy cái lẻ lẻ chúng ta không tính ha. Chúng ta chỉ tính mấy con số mà 10 triệu cho lên là chúng ta được là 333 triệu. Đó, các bạn thấy không? Nhiều bạn nói là phi nhiêu đang không đủ chơi. Nhưng mà các bạn tính đi, cái con game này ở nhiều trang khác thì nó không có được cái phi nhiều như vậy đâu. Theo như heo được biết là cái loại game này là chỉ có ở cái server này, cái kênh này đó là mới phi nhiều như vậy thôi. Đó, khá nhiều luôn. Việc còn lại của chúng ta là chạy lên level 80 chuyển sinh và đi đập mấy em khác thôi. Ok, bây giờ em sẽ chạy nhiệm vụ lên cao một chút nữa rồi chúng ta sẽ xem tiếp ha. Rồi bây giờ đã lên được level 34 thì nó sẽ mở thêm một số tính năng đây nè, như là đặt giới, phúc lợi, tiệm, đi vào tiệm xem ha. Đó, có đồ nghề mạ vàng này kia nè. Đó, tạo mới. Tạo mới, đó có rất là nhiều ha. Rồi đây có tiệm đạo cụ, thích gì mua đó trong này ha. Đó, quá trời luôn, chí tôm nè. Đó. Rồi ở đây có thầm phận là cái giống gì không biết nữa. Có rất là nhiều luôn nha các bạn. Đó, rất là nhiều quà này nọ luôn. Rồi quà VIP đây nữa nè ha. Rồi anh em nào có chơi thì kéo xuống phần mô tả có link dưới ha. Anh em nào chơi thì kéo xuống dưới chơi với có link và mã code nha. Còn anh em nào muốn nhận thêm mã code thì có thể vào game. Rồi đây kéo qua phần cộng đồng này nọ ha. Tin tức nè. Đó, nó sẽ có khai mở rồi các bạn bấm qua. Rồi các bạn nhìn bên phía tay phải thì sẽ có cái kiếm ma nè. Kiếm ma H5 nè, bạn bấm vào đây. Đó, thì nó sẽ qua fanpage. Đó, qua fanpage thì các bạn tìm ha, có nhiều mã code. Thì đa số là ngày nào cũng có mã code nha các bạn. Đó. Rồi, video tới đây thôi. Anh em nào chơi thì kéo xuống mô tả và tải giúp heo ha. Rồi, ok, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.